Xin chào anh em nhé. Xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999 đường Hồng Hà, phường Trương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại tư vấn của bên mình là 0905 95 8889. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một sản phẩm nó cũng khá là hay ho. Chiếc Honda CG 125 đời FI nhé. Chiếc này thì là đời sau của những con xe chế cơ đời 2018-2019 đấy. Thì con này là FI, chế FI. Máy thì là số tròn 5 số và là cam đũa. Thì những cái cải tiến của con xe này thì nó chỉ có ở cái phần của là thêm cái bộ phun xăng điện tử thôi. Còn lại dùng lại cái cục máy của con Honda Master 2 đời những cái đời 2012-2013 đấy. Nó có cải tiến lên. Thế nhưng mà nó lại dùng cái cam đũa nhá và số tròn như của con Master. Thì cũng có những người thích và có những người không thích, cái đó thì do cảm nhận của mỗi người. Cái số tròn thì nhiều lúc nó lại là tiện lợi cho đi ở trong phố, bởi vì có thể chạy từ số 5 các bạn bóc côn về số mo ngay, thì có thể lập tức là về số 1 vào số 1 ngay lập tức, thì để nó có cái gia tốc lớn khi mà các bạn đi ở trong đường đô thị, những cái chỗ tắc mà đi đang đi số cao. Còn thì xăng thì con CG chế cơ và con này thì CG nó đã nổi tiếng là cái dòng tiết kiệm xăng rồi. Con chế cơ nó chỉ ăn 2 lít trong 100 cây thôi. Thì con này nó chỉ dưới 2 lít, nó chỉ rơi tầm 1 lít 6, 1 lít 7 trong 100 cây cho đường tổng hợp. Cái đó thì nó rất là nó cũng là một cái rất là cần phải suy nghĩ cho những người sử dụng. Ngoài ra thì hình dáng thì không có thay đổi gì nhiều. Mọi thứ chi tiết thì nó cũng không có gì khác đi. Nó thêm ở cái phần là nó có cái ba ga đằng sau to và khỏe hơn. Cái này để thổ hàng rất là khỏe. Tính thẩm mỹ thì không được đẹp lắm, đấy là so theo với cái con mắt nhìn của mình. Bô thì đã được kéo dài ra đằng sau và nó có thêm cái bộ cảm biến khí thải, cho nên là xe bô sẽ êm hơn so với cả con CG đời trước nhá. Thì con này thì là biển kiểm soát là 26K121096, đít là Đại Lộc đấy, 96 Đại Lộc. Và nó đăng ký cuối năm 2021, biển kiểm soát Sơn La đấy. Mới chạy được có 6.000 cây thôi. Số km là mới có khoảng vẹn 6.000 cây, hai chìa khóa theo xe. Một chìa chưa sử dụng luôn nhá. Đây, hai chìa khóa theo xe đây. Một chìa chưa sử dụng. Tắc chìa là còn nguyên. Gương zin theo xe đầy đủ này. Gương nước là đầy đủ theo xe này. Đấy, gương zin theo xe đầy đủ. Cam kết là xe là mới trên 99%. Đảm bảo luôn, xe cực kỳ mới luôn. Mới không có cái gì để mà chê luôn. Sơn thì dán ni lông mới bóc ra nên là cái sơn xe cực kỳ đẹp. Không có một vết xước nào cả. Tất cả các xe thì là chưa có độ chế gì cả, 100% là zin. Từ pha, xi nhan cho đến tất cả các cái thứ của xe. Thường thường thì các cái xe CG này thì về nhiều anh em độ lại thêm một chút. Có thể là về cái đèn tròn rồi bỏ cái ba ga hoặc lên cái yên hoặc đó kia. Nhưng cái con này là zin 100% nhá. Đấy, chi tiết của xe thì nói chung là không có gì để nói rồi, rất mới. Cổ Ford đây nhá, cổ Ford là chưa có động chạm gì cả. Mọi cái chi tiết của xe, ốc ti phuộc cũng như là ốc cổ Ford đều là zin 100% và vẫn còn những cái vết sơn của nhà sản xuất luôn. Bên tay ga này, xe thì chạy CG thì chạy nhẹ nhàng rồi, quá mượt mà, quá êm ái rồi. Cho anh em nào có thể đi đường cà phê, cà pháo thì các bác trung tuổi một chút thì rất là thích cái dòng này. Đấy, tem đẹp nhá. Gác đờ bu là như mới, không có một vết nào han gì hết. Ốc chụp phục trước áo, ốc chụp chụp trước là vẫn chưa mở này. Phanh còn chưa căng luôn, chưa căng một tí nào. Còn tâm nan thì đảm bảo với anh em là nó sáng rực rỡ như mới nhá. Cam kết điều đó luôn. Đây. Chưa mở ốc trục lần nào cả. Các bạn cùng xem cụm máy nhá. Cụm máy thì lộ thiên rất là dễ để anh em có thể quan sát được trực tiếp rồi. Ốc treo máy trong này đây nhá. Còn tất cả các con ốc đầu máy đều zin 100% này. Đấy, đẹp. Phải nói là cái cụm máy này thì nó đẹp hơn so với cụm máy của đời trước. Nhìn nó khỏe khoắn và nó to hơn một chút. Bô đẹp nhá, chưa có một vết nào này. Để chân để trước là gần như là chưa sử dụng cho nên là nó không bị mài mòn hay bất kể cái gì cả. Các cái chi tiết của nó còn rất mới. Ốc treo máy này. Đây. Ốc bạc càng sau này. Tất cả con ốc của bên cửa côn nhá.
ông rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Bộ FI trong này, bộ FI ở trong này, tem CG nổi bật luôn, màu đen tem vàng thì nó là nổi, quá nổi rồi, quá hợp lý cho con xe, nó có trang trí như thế là rất đẹp. Nhưng cái tem của nhà sản xuất là cũng còn dán ni lông, cũng còn được giữ nguyên, chưa bóc ra. Đây, cái phần cảm quan của mình là nó rất là mới. Xe thì không có gì để chê về cái chất lượng, đảm bảo với anh em là nó như xe mới. Ốc trục sau rồi càng phanh nó sáng rạng rỡ luôn như thế này nhá. Bô zin trong xe là không xước một vết nào cả, vẫn còn như mới. Đây, vành bánh tâm nan, lốp zin theo xe, vành bánh tâm nan nhá. Tuần thứ 41 năm 2020 này. Đấy, cuối năm 2020, đăng ký 2021, cuối năm 2021. Đằng sau đuôi zin, tất cả mọi thứ đều zin. Phần hộp xích là không bị xước sát nhá. Bảo dưỡng đầy đủ tất cả mọi thứ cho nên là xe hoạt động trong trạng thái hoàn hảo nhất. Anh em về là sử dụng ngay, không có phải mất thêm bất kể cái chi phí gì cả. Tâm nan vành bánh quá đẹp luôn. Cái cốp rất là đẹp, cốp thanh thoát, nhỏ, gọn. Nổi bật là cái tem CG 125 màu vàng, quá đẹp luôn. Đây, cục máy bên này thì lại càng đẹp nữa luôn. Cảm biến khí thải nhá. Đó, cục cảm biến khí thải. Phủ đề này. Phần mở điện nhá. Cùng nhìn phần mở điện luôn. Da máy không xước sát một chút nào cả, mang cá đẹp luôn. Mang cá đẹp căng luôn này. Đấy, ốc ác này. Các bạn cùng nhìn con ốc nó là rực rỡ luôn. Đó. Rồi, quay ra xa một chút cho anh em cùng nhìn cảm nhận thêm về cái tổng thể của xe. CG thì nó thích hợp với tất cả các anh em trung tuổi một chút thì người ta thích hơn. Còn các bạn mà trẻ trung thì thường thường là mua về sẽ độ chế ngay. Còn những người trung tuổi như bọn mình khoảng độ trên dưới 50 tuổi thì rất là thích cái dáng này. Và cái vận hành của và cái điểm ưu việt của xe CG, ưu việt nhất của xe CG thì nó là cái tính năng vận hành cực kỳ mượt mà và cực kỳ êm ái trơn tru. Bảo dưỡng chi phí rẻ và dễ bảo dưỡng, dễ sử dụng, bền bỉ theo năm tháng. Và cái giá trị của nó không bị mài mòn đi quá nhiều sau những cái năm sử dụng. Tức là cái khấu hao đấy cũng như là cái tính thanh khoản rất là cao. Thì con xe này thì mình xin báo giá với mọi người luôn là nó có cái giá bán là 34,5 triệu nhá. Giá bán 34,5 triệu là chưa bao gồm các chi phí sang tên cũng như là chi phí vận chuyển. Nếu như anh em nào ở các tỉnh xa yêu cầu vận chuyển nhá. Ship tận nhà, có dịch vụ ship tận nhà tất cả 64 tỉnh thành phố. Nhưng mà chi phí là anh em sẽ phải chi trả cái tiền đó, mình sẽ chịu trách nhiệm ship xe. Rồi anh em có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999 đường Hồng Hà, phường Trương Dư Độ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội để xem trực tiếp sản phẩm. Cũng như là có thể gọi đến cái số điện thoại tư vấn của mình là 0905 95 8889. Đó là cái số điện thoại tư vấn của mình. Anh em có thể làm phiền mình từ 9 giờ sáng cho đến 11 giờ đêm nhé. Còn ngoài cái giờ đấy thì xin lỗi anh em là mình sẽ không nghe máy đâu. Rồi, thế thì mình xin dừng video. Rất là cảm ơn các em đã và đang follow kênh của mình. Chỉ xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.